Dạ vâng, kính thưa quý vị, và được đại tín dụng đây có bạn ở phát biện bên đây quan tổ đình Giác Nhiên của sư cô Bích Liên. Ngày hôm nay là sáng mùng 1 Tết, như thông báo thì ngày hôm nay phát biện bên đây quan tổ đình Giác Nhiên của sư cô Bích Liên đây sẽ có một chương trình đón mừng năm mới thật là đặc biệt thưa quý vị. Dự kiến thì chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 20 sáng ngày hôm nay, sẽ có là múa lân, rồi nghi thức tôn giáo, rồi chắc chắn là sẽ có đốt pháo nữa. Và cũng vậy, ngày hôm nay đặc biệt là có chương trình văn nghệ. Dũng được biết thì có danh ca Hương Lan sẽ đến dân lại ca tiếng hát cùng quý Phật tử, khán giả khắp nơi xa gần. Ngoài ra còn có ca sĩ Thanh Hà Thanh Hằng từ Việt Nam qua đây cũng sẽ có mặt ở trong bên đây. Và còn nhiều ca sĩ khác nữa cũng sẽ đến trong chương trình văn nghệ của chùa ngày hôm nay. Một lần nữa quý vị đang xem những hình ảnh trực tiếp từ channel TD Media, Tiến Dũng đang có mặt ở khuôn viên của Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên. Và bây giờ thì Tiến Dũng kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi quang cảnh ở đây. Dạ vâng. Chào mừng quý khán thính giả đang theo dõi kênh TD Media. Và hôm nay, ngày đầu năm, người ta có câu là xa quê về chùa mới thấy được mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và đặc biệt chúng tôi đến viếng thăm Hoa hậu Sư Cô Ngọc Liên tại thành phố Westminster, viện chủ của tỉnh xá Giác Nhiên, và có nơi lời chúc Tết đến tất cả quý vị. Nhưng trước hết là con phải xin cảm ơn Sư Cô vì những năm tháng mà Sư Cô còn ở tại thế ngoài đời đó, thì Sư Cô lúc nào cũng luôn ủng hộ cho Đỗ Thanh. Lúc đó Đỗ Thanh làm những cái DVD rất là tốn kém, mà Sư Cô nói rất là cảm động là Sư Cô tài trợ những cái check mà trên cả hàng 10.000 Mỹ Kim để cho con có thể thực hiện được cái ước mơ của mình. Hôm nay Sư Cô đã khoác áo nâu sồng để hoằng dương Phật Pháp. Đó là một cái điều mà tất cả mọi người đều rất là tán thán công đức. Và ngày hôm nay nhân cơ hội đến đây, con cũng có phong bao lì xì để kính cảm ơn Sư Cô. Thở còn ngoài đời, Sư Cô đã đóng góp rất nhiều, và bây giờ khoác áo nâu sồng mà vẫn còn chăm sóc cho tất cả những người trong cộng đồng Việt Nam từ các hội đoàn, đoàn thể. Một cái ơn phước rất lớn mà con kính chúc cho Sư Cô thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật, Sư Cô. Hay quá, năm nay được lọc nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước thì Sư Cô xin cảm ơn Đỗ Thanh rất là nhiều. Đầu năm mới, Sư Cô kính chúc cho Đỗ Thanh thật là dồi dào sức khỏe. Thân thì khỏe thì tâm sẽ an. Làm việc thật là thành công viên mãn. Sư Cô thấy là Đỗ Thanh đem đến cho mọi người rất là nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Tuy là có tiền nhưng mà người ta không biết sử dụng đồng tiền đó để mà làm sao hưởng thụ được cuộc sống. Vì vậy mà Đỗ Thanh đã tổ chức những chương trình du lịch Âu Châu, Á Châu, nước này nước kia để họ có thể hưởng thụ trong cuộc sống của họ. Đó là một cái điều rất là quý. Cô thấy như vậy, cô rất là cảm kích cái vấn đề mà Đỗ Thanh mang đến cho mọi người. Cô tin chắc là mọi người đều thương mến cái điều đó và ủng hộ Đỗ Thanh nhiều nhiều hơn nữa. Chứ cô cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ từng bước chân của Đỗ Thanh đi, giữ cho Đỗ Thanh được nhiều sức khỏe, vững trải trên bước đường và thành công các tường như ý nguyện. Và sư cô cũng kính chúc tất cả anh em ở đây ha, cùng chung chí hướng như vậy. Người ta nói là một cây làm chẳng nên non, mà bốn cây như vậy đó là chắc là nên hòn núi cao rồi, phải không? Cho nên là bốn anh em hoặc năm anh em thì đều thành công viên mãn hết. Các tường như ý nguyện năm nay tụi con sẽ thành tựu, gọi là các tường ha. A Di Đà Phật. Một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Dạ con bon nguyện. Dạ xin cảm ơn. Dạ. Đây là ba anh em Nhan Nguyễn, Bon Nguyễn. Dạ năm mới con chúc sư cô được nhiều sức khỏe, thành công. Dạ. Đến với người thân của mình đầu năm mới. Dạ con chúc cho sư cô nhiều sức khỏe, thân tâm tường an lạc. Dạ là Phật. Dạ con cảm ơn sư. Phía ngoài đây thì có cái tiểu cảnh. Dạ, cho anh biết cảnh đó. Anh từ đâu tới đây à? Dạ, tụi em từ đây thôi. Trên đó. Mới cho gia đình anh cũng cái bên được vô
dồi dào sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Dạ. Phát biểu đăng minh đăng quang của tổ đình Giác Nhiên này là của sư cô Bích Liên đó thì chị có thường tới đây không ạ? Dạ có, cũng thường lắm anh. Dạ cũng thường. Dạ. Thăm sáu năm nay đều đi tới hết trơn á. Đang đây nè. Tuần nào chủ nhật nào cũng qua hết trơn á. Rồi, anh cô có một lời với sư cô Bích Liên đi. Có chứ. Cảm ơn sư cô Bích Liên. Chúc sư cô Bích Liên là năm mới sức khỏe dồi dào, ăn khang thịnh vượng, đặng dẫn dắt Phật tử trên đường tu học. Đó, vậy rồi, được ha. Rồi, chúc mừng năm mới cả gia đình nha. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, bây giờ quý vị nhìn thấy ở phía trước đây, Toàn Lân cũng đã đến nơi. Dạ, một chút xíu thì sẽ có Múa Lân. Dạ, ngày hôm nay là có 4 con lân luôn. Rất là so cute. Cái hình thức này là lạ. Bây giờ thì đang chuẩn bị. Đang chuẩn bị những phong háo thật là dài. Wow. Anh Lộc nói chút xíu, anh Lộc, cái này là bao nhiêu viên pháo hả vậy anh? Anh nói chuyện xíu, em đang làm nó cho 18.000 viên pháo rồi. 18.000 viên pháo. 18.000 viên. Hôm nay anh đốt là người khác đốt vậy. Chút xíu nữa là có người đốt chứ anh không có đốt được. Cảm ơn. Mới anh nha. Happy New Year. Trời ơi. Quý vị mà xem hết cái dây pháo này rất là tuyệt vời luôn. Ở đây có em bé Sô Khiêu. Một lần nữa Tiến Dũng quay lại cái những phong pháo này cho quý vị nhìn thấy nha. Rất là dài luôn. Ở Việt Nam thì pháo nổ, pháo đùng như thế này nè, đã không cho chơi rất là lâu rồi. Riêng ở bên Mỹ thì còn được thoải mái. Và ở đây nữa, còn một cái dây pháo nữa luôn. Anh này đang sắp pháo đó quý vị. Tới đây là không biết bao nhiêu mét luôn á. Một hồi thì sau cái phần gọi là khai mạc ở phía trước hai cái cặp rồng á thì sẽ đốt pháo ở nơi đây. Nhiều năm rồi em biết là anh lo về vấn đề pháo, hôm anh có đốt pháo cho sư cô không, và cảm giác của năm nay khi mà anh đến chùa này như thế nào ạ? Thì một cái năm Sơn và cùng anh này là hai anh em là cùng là tôi là giúp cho bên chùa là đốt pháo nè, múa lân nè, rồi làm ca nhạc nè. Thì hôm nay là mỗi năm phải làm tân tiến và hay hơn nữa để cho mọi bá tánh là Phật tử tới đây để mà cùng chùa vui của năm mùa xuân đã. Một là chúc Tết với khán giả, đặc biệt là với sư cô thưa anh. Cũng năm mới là chúc cho khán giả của đài media của TD là được một năm mới được an khang và thịnh vượng, và chúc sư cô gặp được nhiều may mắn. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Chúc năm mới. Chúc năm mới anh. Đó, quý vị nhìn thấy pháo mê quá. Trời. Có em bé đi chợ đi đến chùa như Sô Khiêu nè. Chúc mừng năm mới. Em từ đâu tới đây ạ? Em từ Westminster ạ. Từ đây ạ. Rồi có một lời chúc mừng năm mới đến khán giả đang xem em nè, đang làm livestream đấy. Chúc mừng năm mới mọi người ạ. Yeah.
Trước hết ngày đầu năm, ngày mùng 1 Tết và tất cả anh chị em của gia đình Phật tử Phú Hòa ở tại Gành Rô và chùa Văn Âm và đến chùa Minh Đăng Quang của sư cô Bích Liên, và các em đã có một cái ngày để mà múa đầu năm của tại chùa Minh Đăng Quang sư cô Bích Liên, và năm mới chúc tất cả những trước là quý chư ôn cũng như tất cả quý sư cô quý thầy một năm mới an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành quả và tấn tài tấn lộc, cũng như tất cả những quý vị phụ huynh và tất cả những quý vị Phật tử tại vùng Âu Lan Cao Ti này, và cũng như tất cả toàn thể Phật tử trên thế giới, anh chị em gia đình Phật tử Phú Hòa của chúng con cầu chúc an khang và thịnh vượng và đầy nhiều hồng an của chư Phật và một năm mới các đường như ý nguyện. Dạ, A Di Đà Phật. Cái đoàn lân này đông quá anh, bao nhiêu em có thể thật sự đoàn lân này là luôn cả cái đoàn hành thiếu của gia đình Phật tử Phú Hòa, là khoảng chừng 30 em để mà trong phục trong cái đoàn lân. Và cái đoàn lân này được thành lập vào trong 2 năm nay, và cái năm nay là năm đầu tiên mà các em và năm đầu tiên mà các em đi ra ngoài để múa tại chùa Minh Đăng Quang sư cô Bích Liên. Và ngày mai là các em sẽ có một cái buổi trình diễn múa lân ở tại chùa Quan Âm ở đường trên đường Chapman và đường Walnut. Và cái năm hàng năm gia đình Phật tử Phú Hòa có một cái ngày để mà chúc thọ cho quý chư tôn đức cũng như với thầy hòa thượng cũng như thầy cố vấn giáo hạnh tất cả những Phật tử tại chùa Quan Âm, thì gia đình Phật tử Phú Hòa hàng năm là tổ chức một ngày đầu năm và lì xì tất cả các em trong gia đình và cũng như tất cả những phụ huynh, và ngày trình diễn một cái buổi múa lân rất là đẹp và có rồng nữa. Từ hôm nay là rồng thì không có múa tại vì cái phạm vi không có được, cho nên không cho phép. Từ ngày mai các tất cả các em có 4 con lân và 1 con rồng ở tại chùa Quan Âm. Dạ dạ. Cảm ơn anh Kiều rất nhiều, chúc mừng năm mới đến anh cũng như là mong rằng cái đoàn lân của anh càng phát triển hơn anh. Dạ vâng. Cảm ơn anh Tiến Dũng, cái media channel TD Media, một năm mới an khang thịnh vượng và tất cả cho anh cái channel của anh được rất là nhiều surprise để mà cho anh có một cái năng nổ, để một cái nghệ lực để mà làm việc cho cái việc này của cho tất cả phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Dạ, yeah, cảm ơn anh Tiến Dũng nhiều. Dạ. Vâng, thưa quý vị vừa nghe đó là chia sẻ từ anh Kiều. Anh là trưởng đoàn lân ở đây. Cái điều đặc biệt là các em trong đoàn lân này á, ngày hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà các em đi ra ngoài diễn ở phía ngoài đây, và nơi đến lần đầu tiên của các em đó là Pháp Viện. Cái này là đốt pháo, là dân người dân đốt thôi chứ không phải là chưa không phải là trong chùa. Dạ, bây giờ một lần nữa Tiến Dũng quay và quan cảnh. Hi, Happy New Year, chúc mừng năm mới em. Cho biết cái cảm tưởng khi mà em là nữ nhưng mà em múa lân như thế nào ạ? Nó hơi khó, em thấy nó, dạ, rồi. Vui lắm. Em tập lâu không? Dạ không, chỉ có mấy tháng rồi. Dạ. Ngày hôm nay, nghe nói là lần đầu tiên em đi múa lân ở này đúng không? Em có bị rung không? Hơi rung, dạ. Rồi, sau khi ngày hôm nay em còn đi đâu nữa? Chưa biết nữa. Dạ. Khi mà cái điều đặc biệt là em là nữ mà múa lân lại múa cái đầu không múa đuôi à? Dạ đầu với đuôi luôn. Wow. Khi mà là nữ mà múa lân như vậy thì cha mẹ có thích không? Cha mẹ của con đó. Vậy đó. Rồi, cảm ơn em nha. Chúc mừng năm mới cũng như là mong rằng ngày hôm nay đoàn lân của em múa thật thành công nha, được nhiều TDC nữa. Dạ, nhiều TDC. Một con lân trắng nè. Rồi. Con ưng vàng, có ông địa bên đây đây. Thưa quý vị, một lần nữa Tiến Dũng đang ở khuôn viên của Pháp viện Minh Đăng Quang Tự Đình Giác Viên. Pháp viện Minh Đăng Quang Tự Đình Giác Viên của sư cấp Liên nằm ở trên đường Westminster, gần đường Mạc Nô Gia, sau lưng của chợ Mỹ Thuận. Pháp viện Minh Đăng Quang Tự Đình Giác Viên này đó, thì nếu mà đi trên đường Westminster hướng về đường Bích á, thì sẽ rất là dễ dàng để nhìn thấy. Điều đáng nói là năm nay thì sư cô trang hoàng, trang trí như thế này, thành ra là từ ở ngoài đường quý vị cũng có thể nhìn thấy. Bắt đầu trước thềm năm mới, Pháp viện Nguyên Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên xin
đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão hàng giáo phẩm pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu, và kính chúc toàn thể tăng ni lưỡng bộ Phật sự chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể đồng bào Phật tử trọn năm giáp thìn vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và cũng đồng thời kính chúc đến các vị dân cử địa phương đã từng giúp đỡ và ủng hộ Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên làm tròn trọng trách của mình, được sự tín nhiệm của tất cả dân địa phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa Hòa Thượng, ngày hôm nay có lẽ là cũng nhiều lần lắm rồi Hòa Thượng dự lễ đầu năm với Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên, đặc biệt là có sự có mặt của sư cô Bích Liên nữa. Thì Hòa Thượng thấy thì diễn lạc của sư cô thì từ khi mà sư cô trở về chùa này Thầy thì đã từng cận kề với Hòa Thượng Pháp Chủ, người đã sáng lập cái đạo tràng này. Nhưng mà trước kia thì trước khi ni trưởng diện chủ tiến sĩ Bích Liên về đây thì cái chùa nó rất là đơn sơ. Bây giờ ni trưởng trở về tiếp nối cái con đường Hoằng Dương Chánh Pháp mà Đức Pháp Chủ đã làm, và ni trưởng sửa sang lại và làm rất là trang khang, rất hoành tráng. Thứ nhất là mỗi năm cũng đã trải qua năm thứ 8 rồi, mỗi năm mà ni trưởng đem công sức của mình, trí tuệ của mình và tổ chức một mùa xuân để cho Phật tử về chùa lễ Phật đầu năm, với cái truyền thống là tất cả những người Việt tha hương mỗi năm có dịp về chùa. Thì cũng như Hòa Thượng Mãn Giác, Thiền Sư Mãn Giác đã nói, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và cái người Việt tha hương thì có đôi khi mình ra đường, đối với người bản xứ thì có đôi khi mình cảm thấy nó lạc lõng. Nhưng mỗi năm khi về chùa, khung cảnh của chùa nó gợi nhớ cho mình cái ký ức của thời tuổi thơ đã từng được ông bà cha mẹ dẫn đi chùa. Cho nên có một thi sĩ nói rằng là đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, mà quê nhà một góc nhớ mênh mông. Đó là cái tâm của ni trưởng muốn tạo cái điều kiện mỗi năm cho Phật tử về nhớ lại những cái truyền thống đẹp của quê hương đất nước Việt Nam. A Di Đà Phật. Nhiều kính chúc Hòa Thượng nhiều sức khỏe, cũng như là rất hy vọng còn nhiều lần gặp Hòa Thượng nữa ngay ở Pháp viện Minh Quang Tổ Đình Giác Nhiên này ạ. Cũng không quên kính chúc Tiến Dũng luôn luôn gắn bó chẳng những với ni trưởng Ngọc Liên, với Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên, và Tiến Dũng cũng gắn bó nhiều chùa chiền. Thế cái này cũng là một cái công đức A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa quý vị, thì bây giờ đã đến giờ, chỉ còn vài phút nữa thôi là chương trình chính thức sẽ được bắt đầu trong ngày mừng đầu năm mới. Hôm nay một lần nữa, hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Ở bên Mỹ hiện tại bây giờ đó là 8 giờ, 9 giờ rưỡi thưa quý vị, 9 giờ rưỡi. Dạ.
À, sư cô bây giờ đã sẵn sàng. À, ngày hôm nay thì theo như thông báo là sư cô sẽ quan đãi rất là nhiều phần thức ăn chay, bún riêu. Dạ, yeah. Đây bún riêu gì hả? Rồi, em đang làm livestream, chị chuẩn bị này bao lâu rồi ạ? Sư cô chuẩn bị ngày hôm qua mấy ngày luôn rồi. Dạ, hôm nay mình có phải bao nhiêu phần có thể chị ha? Hàng trăm phần cho Phật tử, quý Phật tử đến viếng thăm chùa. Dạ, dạ. Riêng chị thì chị phụ chùa từ khi nào? Em phụ chùa là mấy ngày. À dạ. Nhất là mình là mang cái ẩm thực cho mọi người á. Dạ, tại vì cái đó là mình rất là cái niềm vui hạnh phúc cho mình. Để mà phục vụ cho các Phật tử tới xa, người ta tới đây để mà cúng tổ cái chùa của mình. Rất là vinh hạnh. À, ngày hôm nay thì tất cả mọi thức ăn này miễn phí hết chị ha? Dạ thưa, miễn phí hết. Dạ, có được tu go không? Dạ thưa, nếu tu go nhất là mấy chú cũng ok. Dạ, dạ, dạ. À, mấy vị thấy đó là chị đây đã giúp chùa mấy ngày rồi. À, tất cả là tự nguyện thôi và điều là ai cũng mệt cả. Tuy nhiên thì cái tinh thần rất là cao. Và như câu nói đó là cái niềm vui nhất là được làm gì đó cho ngôi chùa này. Chúc mừng năm mới. Nam mô Như Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Giáo hội Phật giáo Tân Già Khất Sĩ Thế Giới Cậu Đình Giác Nhiên Bethlehem Buddhist Institute gửi lời kính thăm và thành tâm kính chúc quý chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức tăng ni, quý ngài lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị danh cử, quý hội đoàn, quý cộng đồng, quý truyền thông báo chí cùng đồng hương Phật tử xa gần, một năm mới thanh tâm thường lạc, vạn sự an lành, bổn nguyện tùy tâm sở cầu như ý. Kính thưa liệt quý vị, năm nay là năm Giáp Thìn thuộc cầm tinh con rồng, vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng đối với người Việt chúng ta. Bởi theo truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta thuộc dòng dõi con rồng cháu tiên, bắt nguồn từ truyền thuyết Lạc Long Vương và Âu Cơ. Thưa quý vị, dòng giống rồng tiên vốn là dòng giống cao cả, oai phong, dũng cảm. Theo truyền thuyết, rồng là loài vật linh thiêng, có thần thông, có khả năng làm mưa phun ra khói lửa, thân dáng ẩn hiện, biến hóa lớn nhỏ một cách tự tại. Vì vậy, câu chuyện con rồng cháu tiên gắn với huyền thoại Âu Cơ, Lạc Long Vương là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trải dài mấy ngàn năm lịch sử cho đến hôm nay, rồng đi vào cuộc sống của con người từ kiến trúc, đình chùa, điêu khắc, mỹ thuật, lễ hội, vân vân, tất cả tượng trưng cho sự phong lưu và sức mạnh phi thường của con người. Đời sống tâm linh của con người, đặc biệt trong giáo có nhiều huyền thoại về Đức Phật liên quan đến rồng, chẳng hạn như chính rồng phun nước tắm cho Thái tử từ khi mới đản sanh, rồng che mưa cho Đức Phật khi tham thiền và câu chuyện Đức Phật hàng phục Hạ Long vân vân. Theo kinh điển Phật giáo, rồng là một trong tám bộ chúng thường theo ủng hộ Phật pháp. Trong các thời pháp của Đức Phật đều có sự tham dự của hàng Thiên Long Bát Bộ. Vì vậy, mừng xuân Giáp Thìn 2024, nhắc lại truyền thống con rồng cháu tiên, chúng ta thật tự hào về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, ngày xuân, ngày Tết cũng chính là dịp để mọi người quây quần bên gia đình, bằng hữu, trao gửi cho nhau những lời tốt đẹp, những ước mơ thiện lành và nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống cao đẹp của tổ tiên và là cách để duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc nơi xứ người. Đây là nét đẹp thật tuyệt vời, thấm đọng tình người, tình quê hương của dân tộc Việt Nam chúng ta.
với đạo Phật ngày nay đầu xuân, quý Phật tử về chùa đảnh lễ Tam Bảo, tưởng nhớ đến Phật pháp tăng tụng kinh đầu năm để hồi hướng công đức, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, đồng thời cầu nguyện cũng hiền thất tổ nhiều đời quá vạn được siêu sinh và lạc quốc, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền và thân bằng quyến thuộc được an khương khỏe mạnh. Tất cả nói lên lòng tri ân vô hạn đối với Tam Bảo, đối với tổ thầy và đối với ông bà cha mẹ của chúng ta. Cùng với ý nghĩa đó, Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên, chúng tôi tổ chức khóa lễ cầu nguyện khinh xuân chúc phúc để quý đồng hương Phật tử cùng về chùa vui xuân hái lộc, trao gọi cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp trong đầu năm mới. Đồng thời thành tâm cầu nguyện âm siêu dương thế, thế giới thanh bình, nhân sinh an lạc, dân tộc chúng ta được dân chủ, nhân quyền, tự do, ấm no và hạnh phúc. Một lần nữa, nhân dịp đầu năm mới xuân Giáp Thìn 2024, thay lời chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni trong giáo hội và nhân viên của Bích Liên Buddhist Institute, kính chúc đến chư tôn thiền đức tăng ni phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc, cùng tất cả quý vị đạo hữu thật nhiều sức khỏe và kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời chư tôn giáo phẩm giáo hội Phật giáo Tân Già, Pháp sĩ Thế Giới Tổ Đình Giác Nhiên, Đức Nhiên Buddhist Institute, Viện chủ Tỳ Kheo Ni Tiến sĩ Bích Liên trân trọng gửi lời kính chúc. I would like to say some in English for all of my friends devotees around here with the English speaking. As International Sangha, Vishu Buddhist Nuns Congregation, Westminster Buddhist Temple, Buddhist International Buddhist Institute, welcome to the many years of the Dharma Speaking tonight. Sangha Buddhist Nuns Congregation, Sangha Sinfali Wish, the most valuable and respectful spiritual religious leaders, and respect Mahasangha, the elected official governments, the community leaders, the head of association and women, the moderator, the thank you very much. Cộng trong ngày hôm nay đốt pháo, vị ơi, đốt pháo nha. Như người biết là không pháo này rất là dài luôn. Đây. Thưa quý vị, một lần nữa quý vị đang xem những hình ảnh trực tiếp từ Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên. Và bây giờ là sư cô Bích Liên sẽ đốt pháo quý vị. Chúc mừng năm mới.
nguyện đón xuân sang nghe về năm mới năm mê trong ngoài tới Tết dừng níu ăn chè nghe gió heo may xuôi về trên khắp quê hương ông hướng vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Cúng dường Tam Bảo cũng có sư cô Bích Liên.
Tài xin chúc bà con cô bác một năm mới thật nhiều phát lộc, tài lộc, an khang thịnh vượng. Thần tài đến, thần tài đến, hãy xem tên đón mời. Thần tài đến, thần tài đến, thắp tươi trên môi cười. Thần tài đến, thần tài đến, ấm no trên muôn nhà. Sẽ xóa đi bao đói nghèo, thế gian an hòa. Mùa xuân đã đến đây, gió xuân an lành. Mùa vui cùng đón xuân sang, đón không bên an. Chờ xuân thời gian trong, xuân tàn làn ra. Hãy vui đón bao lòng tài, phước an lâu dài. Cùng vui đời ấm no, chẳng lo cơ hàng. Niềm vui bừng sáng chưa chan, ấm êm tràn lan. Mùa xuân đem đến đây, tình yêu ngày mới. Gió đùa lá hoa xôn xao, đón âm thần tài. Mùa xuân đem đến đây, tình yêu ngày mới. Gió đùa lá hoa xôn xao, đón âm thần tài. Tình yêu đến, ấm áp trên môi cười. Tình yêu đến, khiến ta thêm yêu đời. Mùa xuân đến, ước mơ bay cao vời. Muôn năm trên tay xuân ơi, ước mơ ngàn trời. À, thưa quý vị, chúc mừng quý vị là thần tài thành lễ nãy giờ ngày hôm nay thành lễ là quá trời xuất sắc. Từ đặc biệt là tiếp một chương trình khấu rồi còn ôi trời tôi đang quay đó. À, nãy thích nhất là cái ông rồng, nó lượn vòng luôn. Thần tài nó nhỏ, thần tài mê ông Dũng lắm. Chương trình ông rất là hay hấp dẫn. Thần tài thành lễ xin chúc cho Tí Dũng Mania làm ăn phát tài hạnh phúc. Tiến Dũng là một người bạn cũng như đồng nghiệp rất giỏi, không những là quay phim hay, làm phóng sự vui vẻ, chân thật, đặc biệt nữa là rất là chịu khó, cái gì cũng làm hết. Chúc mừng Tiến Dũng và chúc mừng khán giả của Tiến Dũng Media hạnh phúc, phát tài, cũng hỷ bất soi. Chúc mừng năm mới tùm lum tùm la. Năm mới thì thành lễ thay mặt cho thần tài thành lễ cũng chia sẻ là năm nay là năm tuổi giáp thìn, tức là mình tuổi con rồng. Tất cả quý vị rồng, con rồng là một con huyền thoại, mặt thì giống như sư tử, thân thì dài như con rắn, nhưng mà con này là phải nói là thường là làm vua hay là có nói là con rồng chấu tiên. Dầu sao đi nữa con nào cũng tốt, mình chịu khó mình làm việc và cuộc sống rất là hạnh phúc. Thì năm nay thần tài có một live show thật là phải nói là đặc biệt, đó là kêu là show Ngọc trong tim Got Talent vào tháng 3 ngày 24 năm nay là 2024, tổ chức tại SBTN và 2 giờ trưa quay hình trực tiếp và live show. Tất cả những người tài năng là những người khuyết tật trong và ngoài nước quy tụ về một show rất hay. Và ai là ban giám khảo? Quý vị là ban giám khảo. Xin kính mời, chúc mừng năm mới. Năm nay là còn thành lễ là 6 tế đúng không? 60 hả? Sao anh? Năm nay là 60 tuổi. Dạ không anh, em là không tuổi. Em là thần tài rồi, không có tuổi. Dạ. Nhìn râu là biết rồi. Nhưng mà hãy cởi râu đẹp quá đi. Ồ, cảm ơn. Con dạ cũng mệt. Với cái tuổi của mình hơi mệt. Nhưng mà rất là thương mến là thành lễ được mọi người thương mến. Hãy mình được diễn là mình sáng tạo không ngừng để cho khán giả vui vẻ và không chán. Chúc mừng, cảm ơn. Mọi người rất là đa năng và múa và diễn rất là nhiều mà thể loại khác nhau. Dạ. Đó là một mình thôi. Dạ. Bây giờ thì có cái hậu vệ hay không? Có cái người kế thừa hay không? Có học trò hay không? Thật sự là hậu vệ thì cũng tùy duyên, nhưng mà thật là hạnh phúc nhất những người con, những người em của thành lễ là những viên ngọc, là ngọc trong tim. Chẳng hạn hôm nay là chúng ta thấy Thanh Hà. Thành lễ muốn dành cuộc đời của mình ngoài nghệ thuật ra dành cho những người khuyết tật và thương tật. Vâng, chúc thành lễ năm mới được an khang thịnh vượng. Cảm ơn hai anh, chúc hai anh và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới thành lễ. La 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 la. La 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 la. Cửa tài đang đến, không bị bao rồi, cùng nhau mở cửa chào đón thần tài. Tân năm mới, tân niềm vui mới, trái tim rộn rã chân chúc mọi niềm vui. Cửa tài đang đến, mùa xuân đang đến, cùng với tài lộc ấm no đang đủ đầy. Tiền tài dư ý, bạn sẽ dư hơn, chúc mừng năm mới cùng thầy phát tài. We'll be right back.
Dạ, năm mới thì Hương Lan cũng thương chúc sư cô muôn sự vạn an. Sức khỏe thì phải bao giờ cũng phải dồi dào để mà mình phụng sự, mình phụng sự cho Phật pháp. Thì mình còn có nhiều cái trách nhiệm mình phải làm. Thì chung quanh ở đây ngoài những cái tình thương từ xưa tới giờ thì bao giờ thì Hương Lan cũng là cái người bên cạnh sư cô. Dạ, cảm ơn chị Hương Lan. Chị yêu cô sư cô nhiều năm lắm rồi. Nhân dịp xuân về rồi thì cô kính chúc chị luôn khỏe, thân thì khỏe, tâm thì an, luôn luôn hạnh phúc, mang tiếng hát của chị đi khắp nơi trên toàn thế giới đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn sư cô. Thân tài, thân lễ, thân tài mà không thấy. Cho tất cả những nghệ sĩ, xin chúc cho sư cô có sức khỏe và cô có nhiều tài lộc để giúp đỡ cho đời, cho người. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thân tài, thân tài, thân tài. Thân tài, thân tài. Thân tài, thân tài. Thân tài, chúc mừng năm mới. Happy May Year tất cả mọi người, tất cả bà con ở vùng của mình hay là trên toàn thế giới. Chúc tất cả đều thâm tân an lạc và nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong năm tới. Và để đáp lại tình thương của quý vị, và sau đây là Thanh Hà và Thanh Hằng trở lại với chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ sáng sớm đến bây giờ đó thì hàng ngàn Phật tử khắp nơi ở xa cũng như ở gần đã về với tổ đình Giác Nhiên Pháp Viện Minh Đăng Quang tại pháp thành phố Westminster này. Trước là lễ Phật, lễ Thầy và mừng xuân để mà đốt pháo, mua lân và hái lộc, cùng chúc tụng với Chư Tôn Đức Tăng Ni rất là vui nhộn. Và quý vị đã thưởng thức những tiếng hát hàng đầu của các ca nghệ sĩ hải ngoại như là Hương Lan, Mỹ Huyền, Thanh Hằng, Thanh Hà đến từ Việt Nam, Thành Lễ và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác nữa. Sư cô đại diện cho Chư Tôn Thị Đức Tăng Ni kính gửi lời tri ân đến tất cả quý vị. Quý vị luôn luôn nghĩ đến với Tô Đình Giác Nhiên và nghĩ đến sư cô nói riêng, và quý vị đầu năm mới dành thời gian trở về đây để chúc mừng năm mới. Sư cô không biết nói gì hơn ngoài cái tiếng cảm ơn đến tất cả quý vị và xin tri ân quý vị rất là nhiều. Cầu chúc cho từng quý vị và gia đình quý vị được nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, an vui và các tường những ý nguyện. Nhân dịp này thì sư cô cũng xin, con xin đê đầu đánh lễ quý hòa thượng Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni. Con kính chúc quý hòa thượng Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và đào thọ miên trường. Và xin cảm ơn Tiến Dũng, Mai Tiến Dũng của TD Media đã luôn luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với sư cô cũng như tổ đình Giác Nhiên và Pháp Viện Minh Đăng Quang gửi đi tất cả khắp nơi từ thành phố Nam California này. A Di Đà Phật.